Điềm Lão đã nói một câu. Đây thật là lời luận muôn đời chẳng thay đổi. Tất cả chư Phật đều nói cách này. Tại sao vậy? Bởi vì người lúc lâm chung một đời này chúng ta chịu khổ khi nào là lúc khổ nhất lúc mạng sắp hết là lúc khổ nhất dạng khổ bức bách ngoài thì danh ra các pháp môn khác đều khó niệm chú họ học không kịp niệm kinh kinh văn rất dài họ không đủ thời gian nữa cho nên ngoài một câu a di đà phật này ra tất cả hành môn khác đối với họ mà nói đều vô cùng khó khăn họ làm không được tiếp theo dẫn từ quán kinh. Trong kinh quán du lượng thọ có một đoạn nói rằng người ngủ nghịch thập ác. Lúc mà họ sắp hết phải đi đến nơi nào? Đến ba đường ác thực sự đã tạo ngũ nghịch thập ác là đường địa ngục trong ác đạo ngũ nghịch là giết cha giết mẹ giết thầy a la hán là thầy làm thân phật ra máu phá hòa hợp tăng chúng ta có làm hay không đã làm mà chính mình không biết đã làm thế nào phá hòa hợp tăng trong ngũ nghịch người xuất gia cũng không ngoại lệ pháp môn này của tôi tốt pháp môn của người khác không tốt cũng chính là khen mình chê người đối với tất cả người học phật xem không ra gì không có tâm tôn trọng Đây là tội gì? Đây là quý vị đang làm ra tấm gương để giáo hóa tất cả chúng sanh mà khiến cho tất cả chúng sanh xem thường Phật Pháp, xem thường người xuất gia. Đối với Phật Pháp, đối với người xuất gia, khởi tâm phân biệt. Mất đi tâm cung kính Đó gọi là phá hòa hợp tăng ngược lại giới phá hòa hợp tăng là gì là tăng khen tăng ngày nay thế giới này đồng loạn mức độ đồng loạn mà trong lịch sử từ trước đây chưa từng có. Chúng ta sinh vào thời đại này. Con không hiếu với cha mẹ. Xem thường cha mẹ. Học sinh không kính thầy cô. Xem thường lão sư. bồng bột nóng nảy cống cao ngã mạn hoặc không hay không biết đã tạo ra ngũ nghịch thập ác là tội nghiêm trọng đọa vô gián địa ngục lần lượt đọa tại địa ngục lại tiếp theo đọa tiểu địa ngục nữa. Không biết có bao nhiêu người. Chúng ta học Phật. Hãy lấy thiện tài đồng tử và 53 vị Bồ Tát. Trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, làm tấm gương cho chúng ta. Năm mươi ba vị thiện tri thức này, mỗi một người tu pháp môn khác nhau, quý vị xem, đều là khen ngợi lẫn nhau, chính mình khiêm tốn. Tam học giới định huệ của tôi tu không được tốt. tôi chỉ chọn lựa pháp môn niệm phật những pháp sư khác thiện tri thức khác đều tốt hơn tôi tôi không bằng họ ai nói vậy thiện tài đồng tự nói vị thiện tri thức đầu tiên là người nào chuyên tu pháp gì là tỳ kheo kiết tường vân tu bát chu tam mùi bát chu tam mùi chính là chuyên tu tính nguyện trì danh là pháp môn chúng ta đây tham vấn đầu tiên trong 53 tham vấn là pháp môn tịnh độ thiền hữu là tỳ kheo kiết tường vân trong kinh hoa nghiêm tám mươi quyển gọi là tỳ kheo đức vân còn bốn mươi quyển dịch thời vua trinh nguyên gọi là tỳ kheo kiết tường vân là một người mà phiên dịch khác nhau đức vân chính là kiết tường vân kiết tường vân chính là đức vân chúng ta phải biết. Tương ưng với những điều đã nói ở đây. Trì danh niệm Phật là bổn hoài của chư Phật. Tham vấn đầu tiên trong 53 tham vấn của thiện tài đồng tử. Lý Ngài làm khởi đầu. là tín nguyện trì danh đến tham vấn cuối cùng tham vấn thứ 53 quý vị xem một đầu một cuối vì tiền tri thức thứ 53 trong 53 tham vấn là người nào là Bồ Tát Phổ Hiền ngày dạy thiền tài động tử thế nào thập đại nguyện phương dẫn về cực lạc Ngày đưa thiền tài đồng tử đến thế giới cực lạc, đi gặp A Di Đà Phật. Tu học Phật Pháp Không giống với Pháp Thế gian Dùng cách của Pháp Thế gian Để tu học Phật Pháp Thì biến Phật Pháp thành Pháp Thế gian Vậy sai rồi Đi là dẫn dắt sai đưa phật pháp vào đường nghiêng lệch dắt vào đường tà lệch hướng chánh đạo đó là sai lầm cho nên lục niệm này đồng tu niệm phật đồng tu cầu sanh tịnh độ gặp được duyên cũng nên tu. Không tu chuyên niệm A Di Đà Phật cũng được, không phải không được. Đường chúng ta đi chính là chuyên niệm A Di Đà Phật. Nhưng trong đó đã có giới. Có trì giới, có bố thí, cũng có niệm thiên. Thiên là thần hộ pháp. Chúng ta đều quan tâm đến hết thảy. Phạm vi bố thí rất rộng, tài thí, pháp thí, du ý thí. Gặp được duyên đều làm. Gặp được trì giới khen ngợi. Gặp được tăng bảo tán tháng. Khuyến khích họ khen ngợi họ nhất định không được hủy bán họ có chủ nào sai thì đừng nói có chủ thiện thì khen ngợi lan truyền cho họ như vậy thì tốt thì phật pháp sẽ hưng dượng lên điều này quan trọng hơn tất cả Đạo tràng cũng như vậy. Đạo tràng như Pháp thì tán thán nơi đó. Khuyến khích những tín đồ ấy gần gũi với Pháp Sư. Không được phê bình đối với Pháp Sư. Không thể tán thán đối với đạo tràng ở nơi khác. Đó chính là quý vị hủy bán Phật Pháp. Thế nào là khen ngợi, thế nào là hủy bán? phải làm thật rõ ràng thật tỏ tường thì chính mình không đến nỗi phát sinh lỗi lầm vậy thì đúng rồi tóm lại trì danh niệm phật chính là bổn hoài của chư phật là phương tiện rốt ráo là đường tắt ngay trong các đường tắt Đấy thật là lời luận muôn đời chẳng thay đổi. Bởi vì người lúc lâm chung, bị dạng khổ bức bách. Ngoại trừ thì danh ra, khó khởi các hành khác được. Như Quán Kinh nói, kẻ ngũ nghịch thập ác, Đáng lẽ đọa ác đạo lúc lâm chung gặp thiện tri thức dạy cho niệm phật người ấy bị khổ bức bách chẳng thể thanh thản niệm phật tiền hữu bảo rằng nếu bạn chẳng niệm đức phật ấy được thì hãy xưng danh vô lượng thọ phật chí tâm như thế khiến tiếng niệm không ngừng đầy đủ mười niệm xưng nam mô a di đà phật do xưng danh phật như vậy trong mỗi niệm trừ được tám mươi ức kiếp tội sanh tử lúc mạng hết thấy hoa sen vàng giống như dần mặt trời ở trước người ấy như khoảng một niệm liền được sanh về thế giới cực lạc đoạn văn này không dài. Quan trọng vô cùng. Nếu thực sự hiểu thấu đáo rồi, thực sự rõ ràng rồi, thì sẽ quyết một lòng niệm một câu Phật hiệu đến cùng. giống như lão hòa thượng hải hiền vậy về trì danh niệm phật đại sư ngẫu ích đã nói với chúng ta bốn chữ tính nguyện trì danh tính nguyện là gì? Là phát bồ đề tâm. Trì danh là nhất hướng chuyên niệm. Đêm điểm chí giảng chí yếu của tịnh tông đã nói ra hết rồi. câu nói này là pháp môn bậc nhất độ chúng sanh thành phật đạo của tất cả mười phương ba đời chư phật Nếu như còn có hoài nghi, không thể hoàn toàn tiếp nhận. Vậy là trí huệ thiện căn phước đức không đầy đủ. Nếu như có trí huệ, có thiện căn phước đức, thì khi nghe nói, lập tức tiếp nhận ngay. Không hoài nghi nữa lão hòa thượng hải hiền tuy không biết chữ chưa từng đi học thế nhưng sư phụ thế độ cho ngài dạy ngài một câu nam mô a di đà phật dặn dò ngài cứ niệm tiếp mãi ngài có thể y giáo phụng hành thật làm. Một khi thật làm, thì đã thật làm 92 năm. Chúng ta nhìn thấy được, Ngày biết trước ngày giờ tự tại dạng sanh. Phạm Phu mang theo nghiệp dạng sanh, liền ngang bằng với bậc bộ xứ là quá viên mãn viên mãn đến tột cùng. Không phải là quý vị thành tựu nhỏ, mà quý vị là thành tựu lớn, lớn đến mức độ nào, khiến cho người thông thường không dám tưởng tượng, khiến cho người thông thường không thể tin tưởng. Lúc này, khuyên quý vị nhất định phải tin Phật, không thể tin người thông thường. Vì trí huệ, đức năng, tướng hảo của người thông thường tất cả trong tất cả đều không thể so sánh với phật được chúng ta nghe lời của phật hay là nghe lời của người thông thường mấu chốt là ở chỗ này chủ này không thể sai lầm một khi sai lầm thế thì hoàn toàn sai hết thì quý vị lại vào trong sáu đường luân hồi rồi một khi đọa đường ác trong kinh phật nói cho chúng ta biết quý vị ở trong tam đồ luân hồi trong tam đồ bao nhiêu lần thời gian dài bao lâu là năm ngàn kiếp. Quý vị có sợ hay không? Một khi quý vị sai lầm, một niệm lâm chung, một niệm sau cùng không phải niệm Phật, là nghiệp chướng hiện ra. Vì thì phải làm lỡ mất thời gian năm ngàn kiếp nữa, quý vị mới có thể gặp lại được Phật Pháp, được thân người gặp Phật Pháp việc này nguy hiểm không nên nhất định không thể sai lầm